đỏ mắt ganh tị, với những chòm sao nữ tài đức vẹn tròn, đi làm như nữ vương, về nhà thành mẹ hiền vợ đảm. Làm tốt trong vai trò một người vợ đảm đang, hay trở thành một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, luôn là những mục tiêu cho các chị em phấn đấu. Để vẹn toàn cả hai vai trò này không phải dễ, song vẫn có những chòm sao nữ, thành tài đức vẹn tròn, vừa có thể nỗ lực có một sự nghiệp vẻ vang, và chăm sóc chu đáo cho những người thân yêu của mình. Trong gia đình, họ là người vợ đảm đang, chăm lo hết mực cho chồng con, còn trong công việc, họ lại là những nhân viên bản lĩnh, được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng. Không phải ai cũng có thể chu toàn cả sự nghiệp và gia đình, được như các chòm sao nữ này. Hãy cùng xem họ là những ai, và tìm hiểu xem tại sao họ làm được như vậy nhé. Hạng nhất, cô nàng market. Đa phần các cô nàng market đều có cá tính rất mạnh mẽ, độc lập, và rất nhạy bén với tiền bạc. Có lẽ vì thế mà nàng hoàng đạo này cũng rất giỏi trong việc kiếm tiền. Bên ngoài của chòm sao nữ này thường khiến người khác lầm tưởng rằng cô ấy mảnh mai, rụt rè, nhưng thực ra nội tâm rất kiên cường, là cô gái ngoài mềm trong cứng điển hình. Trong công việc, cung hoàng đạo nữ này luôn giữ được thái độ khá điềm đạm, linh hoạt, suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, có sự quyết đoán, năng lực chắc chắn, là một nhân viên xuất sắc, không hề thua kém các cánh mày râu. Còn trong cuộc sống, Kết Kết cũng giỏi giang không kém, dù công việc bận rộn đến đâu, cô ấy vẫn có thể lo chu toàn cho gia đình mình. Nữ ma Kết là người yêu chồng, thương con, hiếu thảo với bố mẹ chồng, là người phụ nữ giỏi lo toan việc nhà. Họ là mẫu phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, với tinh thần độc lập, luôn cố gắng vượt lên phía trước, tự mình nỗ lực giải quyết vấn đề trong công việc, đồng thời cũng là người dịu dàng và rộng lượng trong gia đình, không dựa dẫm vào đàn ông. Một người phụ nữ vừa giỏi giang trong công việc, vừa giỏi lo toan cho gia đình như vậy, thật hoàn hảo và đáng ngưỡng mộ. Hạng 2, cô nàng sư tử. Các cô nàng sinh ra dưới chòm sao sư tử, cũng là mẫu phụ nữ có khí chất mạnh mẽ, can đảm và dũng cảm, mang phong thái của nữ vương. Họ là những người có tư duy nhanh nhạy và hành động dứt khoát, không chỉ có khả năng điều hành công việc vượt trội, mà còn có kỹ năng lãnh đạo phi thường. Đó là lý do, hầu hết phụ nữ thuộc cung sư tử đều đảm nhiệm vai trò quản lý, lãnh đạo ở nơi làm việc. Dù thành công ở nơi công sở là vậy, cũng luôn trong trạng thái bận rộn, sự vụ ngập đầu, song nữ sư tử vẫn dành ra được thời gian hợp lý để quan tâm tới gia đình mình. Có thể nói, các cô ấy cân bằng khá tốt giữa sự nghiệp và gia đình. Trong lòng chòm sao nữ này, bươn trải kiếm tiền và gia đình đều quan trọng như nhau. Mọi nỗ lực của họ trong công việc cũng là vì mong muốn mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu, và đồng thời, sự ủng hộ, thấu hiểu của người thân sẽ tạo ra động lực lớn lao để chòm sao nữ này cố gắng thành công hơn nữa. Bên ngoài, họ làm việc năng nổ và hoạt bát, mạnh mẽ và giỏi giang, uy nghiêm như một nữ vương, nhưng khi về nhà thì rất dịu dàng, hiền thục và đảm đang, khéo chăm lo cho chồng con, từ những việc nhỏ bé nhất. Cho nên những cô nàng như sư tử, chính là mẫu người vợ hiền đức điển hình, mà anh chàng nào cũng mong muốn lấy được. Hạng 3, cô nàng song ngư. Song ngư cũng là một trong các chòm sao nữ, tài đức vẹn tròn này. Các cô nàng cá, hầu hết đều rất thông minh và nhạy cảm, mang vẻ đẹp và trí tuệ phái nữ điển hình. Trong mắt mọi người, chòm sao nữ này là người thận trọng, đảm đang và đức hạnh, là mẫu phụ nữ yêu chồng thương con, bình đạm sống mỗi ngày, nhưng thực chất, đây chỉ là biểu hiện của phụ nữ song ngư trong cuộc sống gia đình mà thôi. Còn trong công việc, nàng cá như chút bỏ vẻ dịu dàng của một người nội trợ, trở nên thanh lịch, mạnh mẽ, có năng lực và lý tưởng riêng. Họ dựa vào chính sức mình để gây dựng nên một sự nghiệp ổn định và thành công, dựa vào nhân cách của bản thân để tạo tiếng thơm trong mắt mọi người. Bất luận là việc công ty hay việc gia đình, họ đều sắp xếp chu toàn. Chính vì thế, song ngư là một trong những cung hoàng đạo nữ khiến người ta ngưỡng mộ, bởi không mấy ai có được hôn nhân lẫn sự nghiệp mỹ mãn như vậy. Hạng 4, cô nàng cự giải. Có những người phụ nữ chỉ có thể lựa chọn một trong hai thứ là gia đình hoặc sự nghiệp. Nhưng cô nàng cự giải như biết cách sử dụng phép phân thân để có thể vừa là người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, vừa là hình mẫu người vợ lý tưởng của gia đình. Dù rất say mê công việc, đầu óc không lúc nào không nghĩ đến lý tưởng sự nghiệp của mình, song giải giải cũng không bao giờ bỏ bê việc chăm sóc chồng con. Nhiều người lầm tưởng rằng một người phụ nữ có phần rụt rè, thiếu cảm giác an toàn như cô nàng hoàng đạo này chỉ phù hợp với vai trò làm một người nội trợ. Song khi đến cơ quan, họ lập tức thể hiện sự sắc bén và vô cùng linh hoạt của bản thân. Phụ nữ cự giải không chỉ coi trọng gia đình, hôn nhân,
mà còn đặt công việc, sự nghiệp lên ngang hàng, vừa chăm chỉ làm việc và kiếm tiền, vừa xây dựng gia đình nhỏ của mình tốt đẹp hơn, để mọi người thân yêu của mình có cuộc sống hạnh phúc hơn. Cho dù có vất vả, mệt nhọc đến đâu, họ cũng sẽ cắn răng chịu đựng, không một lời kêu ca. Chòm sao nữ này, quả thực khiến người khác phải ngưỡng mộ và ganh tị, khi có thể nhanh chóng xử lý mối quan hệ giữa sự nghiệp và gia đình một cách chu toàn cả hai bên. Hạng 5, cô nàng xử nữ. Với một người theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn như xử nữ, khi trở thành một người vợ, căn bệnh đó của họ lại càng tệ hơn. Sử Nhi luôn mong rằng mình là người chiến thắng trong cả sự nghiệp lẫn gia đình, được mọi người tôn vinh và ngưỡng mộ. Chính vì thế, chòm sao nữ này thực sự đã dựa vào tài năng, trí tuệ và tinh thần học hỏi đáng tự hào của mình để có thể dẫn đầu trong mọi việc, đạt thành tích xuất sắc, là tấm gương mẫu trong công việc, trong đời sống gia đình. Sử Nhi một khi đã tập trung vào làm bất cứ một việc gì, đều khiến người ta hài lòng, thêm vào đó họ thông minh, bản lĩnh, nên sự nghiệp của họ rất dễ thành công. Còn trong gia đình, họ kính trọng người cao tuổi, hiếu nghĩa với gia đình nhà chồng, thương con, chăm lo cho ông xã. Cô ấy là một người vợ tốt, một người con dâu đảm đang trong mắt hàng xóm. Hơn nữa, các cô nàng xử nữ đều tin tưởng vào tình yêu, trân trọng hôn nhân và sống rất trọng tình cảm, lấy được họ làm vợ là một điều may mắn đối với các ông chồng.